Cả nhà ơi, hôm nay Hương đi vào trong outlet của Berlin. Và sau khi đi một vòng thì ở trong cái quầy của Adidas ấy, Hương thấy có rất là nhiều mặt hàng giảm giá. Hôm nay thì Hương muốn giới thiệu với cả mọi người những cái mặt hàng mà mình cảm thấy là nó rất là rẻ và rất là giá trị, thì để cho mọi người tham khảo. Nếu mà ai còn đang ở trên mạng ấy thì theo dõi cùng với cả Hương nhé. Đây, mình xin giới thiệu này. Cái ba lô của Adidas nhé. Đây, hiện nay mình đang đứng ở trong quầy Adidas mọi người ạ. Và mình thấy là cái ba lô này bằng dù nhá, mà lại rất là rẻ mọi người ạ. Nó đang giảm giá này. Đã giảm rồi lại còn giảm hơn nữa. Đây này, với những cái hàng mà nó có cái giá đỏ này là họ đã giảm 2 lần liền rồi. Thế cho nên là như cái ba lô này nhá, nếu mà về đến nhà thì nó chỉ có gần 500 thôi. Đấy, mà hàng ba lô xịn bằng dù rất là đẹp mọi người ạ. Nó chỉ có mấy cái để giảm thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, họ bày bao nhiêu họ bày hết ra đây rồi. Chữ Adidas nhá. Đấy, và mình thấy chất của nó thì cực kỳ là đẹp, chất dù. Giá ba lô này nó rơi vào tầm độ khoảng 500 thôi, trên dưới 500 một chút thôi. Tiếp theo này, mình lại giới thiệu một cái quần nhá. Quần của Nam Adidas này. Quần thể thao, cái này chất dày này. Đấy, họa tiết thì pha trắng rất đẹp luôn. Cái này thì chắc là mặc mùa đông thì hợp lý hơn. Bởi mùa hè thì hơi nóng một chút, nhưng mà tuy nhiên là rất là rẻ. Mình thấy nó niêm yết là 25 euro. 25 euro, tức là nếu mà tính về Việt Nam thì nó tầm độ khoảng 1 triệu bạn ạ. Cả công vận chuyển đấy. Con thử áo đi. Cô đang live stream đấy. Cô đang live stream trong group đấy, cho các mọi người biết đấy. Đấy, các bạn nếu mà theo dõi mà thấy thích cái gì thì có thể comment cho mình nhá, để mình đưa các bạn đi xem. Tại vì vào trong outlet ý, là hôm nay là phải có cái giấy để chứng minh là không bị corona. Đây, mình cho mọi người xem. Hôm nay phải hai cô cháu đi vào đây là phải test corona trước khi vào. Đảm bảo là không bị corona mới được phép vào. Đây mọi người này, khoe với mọi người luôn là mình không hề bị corona đâu. Thị Minh Hương Đỗ này, và họ đánh dấu này, negative, có nghĩa là không có bị corona. Còn nếu mà ai bị thì sẽ sang đây. Đấy là positive. Ok, thế giờ mình lại tiếp tục giới thiệu. Cái quần này là quần thể thao của Nam, có nhiều số các bạn ạ. Và hiện nay nó đã cũng giảm giá, chỉ còn 25 euro. Nếu mà cả công vận chuyển và cho mình một chút công ý. Đấy, đi tàu lên đây, đi ô tô lên đây là phải mất gần 10.000 euro đấy, tiền vé đấy. Thì về đến nhà cái quần này nó rơi vào tầm độ khoảng 1 triệu. Đấy, trên dưới 1 triệu một chút. Mình sẽ tính một chút công vào đây thôi thì nó tầm đấy. Để mọi người biết nhá. Cái quần này rất là đẹp của Nam. Thế chắc là nữ thì mình nghĩ là cũng mặc chung cũng được đấy, nhưng mà nó phải theo số. Nếu mà bạn nào muốn mua thì lúc đấy inbox cho mình để mình chọn số nhá. Ok, còn những cái áo của nữ này, áo t-shirt của nữ này, Linh có thử không Linh? Linh thử áo không? Không, con vào kia con thử xong rồi con cho cô, để cô quay. Này, áo t-shirt của nữ thì áo này giảm 33% thôi, còn 20 euro. Tính ra thì nó tầm độ khoảng 20 euro, 600-700 thì tầm độ khoảng 850-900. Một cái áo hàng Adidas xịn nhé. Đấy. Chào Oanh nhá. Oanh ơi, Oanh lên đi, Oanh xem có cái gì thích mua, Oanh nhắn comment cho Hương đi. Hương đang ở trong outlet chỗ quầy Adidas nhá.
Trong này thì nhiều lắm, nhưng mà không biết là mọi người thích cái gì. Thì thôi mình cứ quay được đến đâu thì quay. Bạn nào muốn xem hàng gì, hỏi hàng gì ở bên này thì comment cho mình nha. Này có cô bạn đi cùng nhưng mà tất cả đều phải đeo khẩu trang hết. Ngó nhau một tí nè. Hello Holly đi. Đây. Áo của trẻ con Adidas. Tất cả những cái hàng ở trong này đều có chữ Adidas hết mọi người ạ. Yêu yêu lắm ý. Đó, những cái áo của trẻ con baby này 12 đồng này. Thực ra những cái hàng xịn này thì tính ra nó cũng ít, rẻ nhất nó cũng phải vài trăm rồi. Đấy là cái áo bình thường nhất là nó cũng phải tầm tầm đấy rồi. Rồi bây giờ mọi người có thích đi xem giày không? Có ai quan tâm đến giày không nhỉ? Giày Adidas là nổi tiếng nè. Mình giới thiệu với mọi người mấy đôi giày nhá. Giày của nữ giảm 50%, còn 90 Oigo. 90 Oigo đôi này. Rồi, chị biết rồi Đào. Lát nữa chị quay xong rồi chị sẽ lưu vào. Giày Adidas của nữ. Đấy, mọi người nhìn rất là rõ hình thức nhé. Giá niêm yết là 90 Oigo. Thì nó về Việt Nam nó tầm khoảng hơn 3 triệu. Đây có một đôi hồng. Hồng là cô thắm về làng đây. Hồng cam. Trời ơi cũng nổi lắm đấy. Nếu mà ai mà chơi là ra chơi ra chất luôn nè. Đôi này cũng 90 Oigo. Rồi mình xem còn đôi nào mà trông yêu yêu nữa. Đôi này là 45 Oigo. Đó. Anh có thích xem ở khu nào không anh? Hôm nay mình lên live stream nhưng mà mình không có báo trước cho mọi người. Cho nên là cũng không ai biết đâu. Ít người lên. Đây đôi giày nữ này màu đỏ, đỏ, đỏ hồng này. Cũng rất là đẹp này. Đôi này có giá 34 Oigo. Cũng không đắt đâu. 34 Oigo đôi này. Trời đất ơi, về nhà có tính ra có hơn 1 triệu. Đây mác Adidas. Đấy, có mác, có mác của hiệu Adidas ở trên giày nhé. 34 Oigo tính ra hơn 1 triệu thôi. Đấy. Đôi này màu tím đất này. Ấn tượng này. Đôi này xem nào. 35 Oigo. Trời ơi. Cũng tầm hơn 1 triệu. Đôi này màu trắng. Có 3 cái sọc này. Chữ Adidas đây nhé. Các bạn cứ yên tâm là mình mua bên này là đúng nơi, đúng chỗ luôn. Hàng hiệu chính cống luôn. Đấy, quan trọng nhất là như thế đấy. Ở outlet này thì tất cả các mặt hàng đều là những thương hiệu xịn nhất, tập trung ở outlet của Berlin, nơi coi như là thủ đô của mua sắm. Không thiếu một cái gì ở đây. Đấy, bạn nào có nhu cầu xem cái mặt hàng nào thì cứ comment cho mình. Mình sẽ dẫn đưa mọi người đi. Giày nam cũng có rất là nhiều đôi đẹp. Mình đã quay rồi. Lát nữa mình sẽ đưa lên cho mọi người xem thông tin giày nam nhé. Đây rất là vắng vẻ bạn ạ. Bởi vì là Covid. Đâm ra là... Đây là những áo phông của nam nhé. Mình quay qua cho mọi người thấy nhé. Nó rơi vào giá rơi vào tầm là 20 euro. Đấy, tính ra nó tầm khoảng gần 1 triệu. Áo phông nam khác lại, các cỡ khác nhau nhé.
đây là bộ thể thao này, màu cam cực kỳ ấn tượng của nam giới các bạn nhé, đây men này. Và không phải quần nữ đâu, bởi vì nó có cả quần đùi đi theo, quần này có thể là mặc ngoài quần bơi ở biển ấy. Đấy, để mùa hè các anh đi biển mặc bộ này cực kỳ ấn tượng. Adidas có logo và có chữ in ở trên quần và trên áo cũng có chữ luôn. Bộ này thì để mình xem quần là bao nhiêu nào. Quần là 17 euro, giảm 62%. Áo giảm 31% là còn 24 euro. Tức là tính ra là 41 euro. Tầm độ khoảng gần 2 triệu một bộ này. Ok, có gì mình sẽ quay lại để giới thiệu với mọi người ở các cửa hàng khác nhé. Tạm thời mình xuống live đã nhé. Mọi người nếu mà có thời gian thì theo dõi tiếp, mình di chuyển và mình sẽ lại tiếp tục live stream. Rồi, mình cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại một lát.